Xin chào các bạn nha. Bữa nay mình làm cái clip này là clip tặng ná. Mình sắp tới đây mình sẽ về một lô hàng rất là lớn. Trong đó thì có ná nè, dây nè, đạn nè, HP nè, đạn các loại các bạn. Ok, là đầy đủ hết. Bây giờ mình làm clip này tặng ná thì rất là dễ thôi. Mình sẽ có hai hình thức tặng ná. Một là mình sẽ nhập về một lô hàng lớn, vì vậy cho nên mình cần có một số lượng người để bán sỉ đông. Rất mong các bạn giúp đỡ nha. Các bạn giúp đỡ mình thì mình sẽ tặng ná cho các bạn. Ok, bây giờ mình nói về hai cái mẫu ná mình sẽ tặng. Ok, cái thứ nhất chính là cây quanh hết nè. Mình sẽ tặng quanh hết. Quanh hết cái cây này nó rớt cái thước ngắm. Đây, quanh hết thì có nhiều màu sắc lắm, các bạn muốn lấy màu nào lấy nha. Thứ hai là quanh hết cải tiến Phượng Hoàng. Quanh hết cải tiến Phượng Hoàng các bạn. Cái này danh mục này mình tặng miễn phí nha các bạn. Miễn phí hoàn toàn nha. Không phải là bán các bạn mà là tặng. Ok, tất nhiên là các bạn phải giúp đỡ mình thì mình mới tặng được, chứ không phải là cứ xem video thì mình tặng đâu nha. Nếu mà cứ xem video tặng chắc là mình nghèo luôn á. Lỡ mà được triệu view chắc là mình nghèo luôn các bạn. Nói cho vui thôi. Bây giờ là rất là đơn giản. Ok, các bạn đi ở ngoài đường hoặc là thấy các chỗ nào người ta bán ná đó, bạn xin giùm mình số điện thoại, rồi các bạn gửi cái số điện thoại đó cho mình. Mình sẽ liên hệ với cái người đó. Nếu như phát sinh nha, nếu như phát sinh được một đơn hàng đầu tiên, phát sinh đơn hàng ngay đơn hàng đầu tiên thôi, mình sẽ tặng ná cho các bạn. Có qua có lại đúng không các bạn? Mình phải có phát sinh đơn hàng thì mình mới có lời. Có lời mình mới có tặng cho các bạn được. Cái này các bạn cũng phải thông cảm cho mình nha. Không phải là điều kiện hay gì hết, nhưng mà cái đó là thực tế, các bạn hiểu dùm. Ok, cứ các bạn xin được cái số điện thoại, các bạn gửi qua cho mình. Các bạn xuống cái phần nhận xét đó, các bạn gửi số điện thoại xuống cho mình. Xong rồi tên của người đó, và kế tiếp là cái số điện thoại của bạn, tên của bạn. Mình sẽ liên hệ với cái người cần mua ná giá sỉ. Sau đó mình nếu mà được phát sinh đơn hàng, giao dịch thành công, mình sẽ gọi cho bạn và tặng ná cho bạn. Ok, cái này cũng dễ đúng không các bạn? Ok ha. Ok, bây giờ là mình nói tới cái thứ hai. Cái thứ hai là cái tặng ná. Cái này đợt hàng này mình về số lượng dây rất là nhiều. Tại vì mỗi một cây ná thì khi người ta mua, người ta sẽ xài được rất là lâu. Có người sẽ xài 1 năm, 3 năm, 7 năm cũng có các bạn. Tại vì các bạn nhìn nè, nếu như mà các bạn xài bình thường thì không bao giờ nó hư. Nó đâu có gì đâu hư. Nó chỉ cũ đi thôi đúng không các bạn? Nó bằng sắt, bằng thép mà, sao hư được. Thì khi các bạn không thích nữa, các bạn mới mua ná khác thôi. Cho nên số lượng mà mình về đợt này là số lượng dây rất là lớn, nhiều hơn ná. Cho nên là mình sẽ có một chương trình bán dây, bán dây và tặng ná. Ok, cái dây này nè các bạn, 1.2 mm, dây dày hai lớp. Ở thị trường bán lẻ là 15k một dây. Ở đâu cũng vậy ha các bạn. Mua trên mạng thì mất tiền ship đúng không? Còn thị trường bán lẻ, bán sỉ thì nó khác. Còn bán lẻ 10 bộ 20 bộ thì giá 15k ở đâu cũng vậy rồi. Bây giờ 20 bộ dây giá 15k nè, 10 dây thì là 150.000. Mua 20 bộ dây thì mình sẽ bớt 20, sẽ còn 280.000. Mình sẽ tặng kèm ná
mua dây tặng lá. Ok, các bạn có thể tùy chọn nha, quanh hết cũng hai khẩu này luôn, một là quanh hết thân công, ok, hai là quanh hết cải tiến dòng phượng hoàng. À, rất là êm tai các bạn. Các bạn tưởng tượng đi, nó không bao giờ có thể hư nổi các bạn. Ok. Các bạn xem video thì cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Bạn nào xin được số điện thoại thì comment xuống bên dưới cho mình. Mình liên hệ và phát sinh được đơn hàng thì sẽ tặng lá cho các bạn. Cái này hoàn toàn miễn phí. Còn cái thứ hai là mua dây tặng lá nãy mình nói rồi. Ok, chỉ đơn giản vậy thôi, video này mình sẽ kết thúc ở đây. Các bạn xem video thì cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Bên mình thì lá cũng rất là nhiều dòng lá luôn. Ok, vậy thôi, chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.